Vâng, hôm nay em giới thiệu đến quý vị đôi loa Godfather Pro. Dòng này là bass 40. Dòng này bass 40. Một tép kèn 30. Đối với dòng này thì các bác dùng cho gia đình, những căn phòng 40-50m² trở lên, thoải mái, cả 100m², và đặc biệt là dùng ngoài trời, hội trường, sân khấu, sự kiện đều được. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 13.900.000 một đôi. Loa thì đã được vệ sinh làm sạch làm đẹp cho các bác rồi, để chỉ sẵn chơi thôi. Vệ sinh làm đẹp sát đây, một đôi ở đây. Nhìn thì các bác nhìn, mới nhìn vào thì nó hơi bé đây, nếu mà để chính thức nó phải như này. Các bác nhìn nó mới đấy. Vì bát 40 mà. Nhưng em muốn đẩy, em muốn quay điện thoại em đẩy ra xa thì để em đưa cái điện thoại đi lại này nó không bị lóa. Cho tạo cho các bác cái cảm giác nó xem nó đỡ mỏi mắt, nó không bị mỏi mắt đấy. Con này để tạm dừng nhé. Tạm dừng để đỡ mỏi mắt. Cái thứ nhất là cái kích thước mặt trước của nó thì chắc chắn là nó phải trên 40 rồi. 1, 2, nó tầm 45. Bát 40 rồi mà. Đấy, kích thước trước. Về cái kích thước chiều mặt trước này, 45. Về chiều sâu, chiều sâu nó tầm 42, 43. Và chiều cao xem nào. 1, 2, 3. Chiều cao nó tầm 65. Mặc dù là bát 40 nhưng họ thiết kế như vậy là cũng rất là hợp lý cho các bác đặt phòng khách. Bởi vì là với cái nhu cầu giải trí bây giờ, nếu như mà các bác dùng những đôi loa tầm nhỏ quá thì khi rượu vào nó không đáp ứng được cái tải. Nói tóm lại là khi rượu vào thì các bác vặn, càng vặn lên thì vẫn thấy nó bé. Nó như kiểu là nhiều lúc anh em mình đi hát karaoke trong phòng ạ. Bình thường thì vào hát thì nó cảm thấy nó to lắm, nhưng khi có tí tiểu vào rồi thì ai rồi ôi vào chỉ muốn gọi chủ quán vặn to lên. Đặc biệt là các bác nào lại thích lên sàn mới có ít tay vịn thì các bác ấy tung hoành mệt lắm. Đấy. Nên là những đôi như thế này các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Đối với dòng này dùng cho gia đình thì bác không cần phải mua súp nữa. Riêng đối với dòng này các bác dùng cho gia đình bác không cần phải mua loa súp, súp trầm ấy. Bác chỉ cần đúng duy nhất một con đẩy bác phang cho em thôi. Bởi vì con này nó ra cái chất bát nó rất là mềm và ấm. Mềm, ấm luôn. Tép, cái đùi giải tép với chung này nó xử lý thì quá tuyệt vời, không phải nghĩ rồi. Riêng đối với đôi này thì các bác dùng những căn phòng 50-100m² cho em thoải mái, không cần phải dùng súp. Muốn dùng súp trừ là bác ra, ví dụ đây là súp kép 50 chẳng hạn, súp 50. Những con như này chẳng qua nếu bác muốn dùng thì bác ra ngoài trời thì bác lại dùng nó. Chứ trong gia đình thì không nhất thiết, nếu mà có thì tốt thôi. Ví dụ căn phòng 100m mà có con này vào thì cũng tốt. Bởi vì mình chỉ cần mở súp nó vừa phải, nó êm, nó ấm thì cũng tốt thôi, nhưng mà không nhất thiết, đấy là tùy các bác thôi. Súp như này. Những con súp như này thì mức giá nó cũng không cao tiền quá bác ạ. Nó bình dân thôi mà. Súp 50 này nó cũng không có tiền quá. Em đang có hai mã đây. Hai mã. Đấy, bác nào cần thì em khui hàng cho. Bát 50. Còn với lại súp bát 40 thì đây. Nhưng bát 40 thì nó lại súp kép. Có nghĩa là hai con bát 40. Một con quay mặt ra, một con quay lưng mặt vào. Đấy. Lỗ thông hơi nó đảo nha. Đấy, con súp kép này cũng rẻ. Không đắt tiền lắm. Đấy, thì báo cáo các bác là bác nào có nhu cầu gì với súp, súp hơi thì liên hệ với em. Còn hôm nay em đang clip này em đang giới thiệu cho các bác là đôi loa Godfather Pro Bass 40. Đối với dòng này thì bao cho các bác hát hay, nghe nhạc phê luôn. Và đặc biệt là không cần súp, Bass 40 luôn đấy. Ok. Đấy. Thì đối với lại củ thì em đã khui củ đây cho bác rồi. Em khui củ cho bác ra đây rồi. Củ loa Godfather đây rồi. Đó, bác nhìn đây. Bác nhìn cái phần tần của nó này. Đây ạ. Phần tần của em nó đây ạ. Này, cuốn tất cả các lớp giấy dầu hết ở trong này. Những cuộn trở này cuốn giấy dầu còn nguyên hết. LX2/15 vẫn còn nguyên model luôn, phân tần. Đây là con not folder model là 615 folder Pro. Con này là con bát 40. Tất cả xương này đều được đúc hết. Được đúc như kiểu gang pha nhôm ấy. Cái phong cách của loại Anh Quốc nó thiết kế toàn gang pha nhôm thôi, chứ nó không đặc nguyên gang. Toàn gang pha nhôm, mục đích là họ làm cho nó dẻo và giảm bớt trọng lượng. Đấy. Còn đây là củ tép của nó đây. Củ tép của nó thì rất là khủng rồi. Củ tép của nó các bạn ui giời, không giúp được. Đây, Godfather LX50TD gì đây. Đấy, báo cáo các bác là đây, củ tép của nó đây.
tất cả thùng vách còn cực kỳ là đẹp luôn. Và các bác giờ về các bác chỉ sẵn chơi thôi, về chỉ việc chơi thôi. Đôi loa này có mức giá là 13 triệu 900, 13 triệu 900. Hiện tại là có 8 đôi, nhưng mà 8 đôi không còn nữa bác, em chỉ còn 3 đôi thôi. Còn em đi lắp mất mất 5 ấy rồi nhé, lắp mất 5 đôi rồi. Một gia đình mẹ một đôi em lắp cho sự kiện, mất 4 cái rồi. Mất một đôi gia đình, còn 4 đôi kia là của sự kiện hội trường xong rồi. Thì bây giờ còn có 1 đôi, 2 đôi, còn 3 đôi thôi. Hết. Đấy, con nào lấy có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn ạ. Mức giá đã báo rồi, 13 triệu 900 nghìn một đôi. Rồi em chào các bác. Còn bác nào thích súp này để làm sân khấu sự kiện thì gọi cho em, cũng rẻ. Chút nữa em sẽ làm clip súp cho, vì súp em muốn khui củ với cơ. Chứ giới thiệu cho các bác này, những con súp này nó không quá cao tiền các bác nhé. Súp bát 50 này không cao tiền lắm đâu. Súp hơi như thế này nó chỉ tầm gần 8 triệu thôi, 7 triệu 9. 8 triệu nhá. Súp bát 50. Và con súp này nó còn to hơn cả con loa đấy các bác ạ. Các bác nhìn xem, nó không bé đâu. Nó là 50 mà. Đây nhìn thấy chưa ạ? Đấy, nó to hơn con loa nhiều đấy. Chào các bác. Vâng. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị đôi loa Godfather Pro. Godfather Pro. Dòng này là bát 40. Dòng này bát 40. Một tép kèn là 30, tép kèn 30. Đối với dòng này thì các bác dùng cho gia đình, những căn phòng 40-50m2 trở lên thoải mái, cả 100m2. Và đặc biệt là dùng ngoài trời, hội trường, sân khấu, sự kiện đều được. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 13 triệu 9 một đôi. Một đôi. Loa thì đã được vệ sinh, làm sạch, làm đẹp cho các bác rồi, để chỉ sẵn chơi thôi. Vệ sinh làm đẹp sát. Đây, một đôi ở đây. Nhìn thì các bác nhìn, mới nhìn vào thì nó hơi bé. Đây, nếu mà để thì trước nó phải như này. Các bác nhìn nó mới đấy. Vì bát 40 mà. Nhưng em muốn đẩy, em muốn quay điện thoại em đẩy ra xa thì để em đưa cái điện thoại đi lại này nó không bị lóa. Cho tạo cho các bác cái cảm giác nó xem nó đỡ mỏi mắt, nó không bị mỏi mắt đấy. Con này để tạm dừng nhé. Tạm dừng để đỡ mỏi mắt. Cái thứ nhất là cái kích thước mặt trước của nó thì chắc chắn là nó phải trên 40 rồi. 1, 2, nó tầm 45, 45, bát 40 rồi mà. Đấy, kích thước trước. Về cái kích thước chiều mặt trước này, 45. Về chiều sâu, nó tầm 43, 42, 43. Và chiều cao xem nào, 1, 2, 3. Chiều cao nó tầm 65. Mặc dù là bát 40 nhưng họ thiết kế như vậy là cũng rất là hợp lý cho các bác đặt phòng khách. Bởi vì là với cái nhu cầu giải trí bây giờ, nếu như mà các bác dùng những đôi loa tầm nhỏ quá thì khi rượu vào nó không đáp ứng được cái tải. Nói tóm lại là khi rượu vào thì các bác vặn, càng vặn lên thì vẫn thấy nó bé. Nó như kiểu là nhiều lúc anh em mình đi hát karaoke trong phòng ạ. Bình thường thì vào hát thì nó cảm thấy nó to lắm, nhưng khi có tí tiểu vào rồi thì ai rồi ôi vào chỉ muốn gọi chủ quán vặn to lên. Đặc biệt là các bác nào lại thích lên sàn mà có ít tay vịn thì các bác ấy tung hoành mệt lắm. Đấy. Nên là những đôi như thế này các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Đối với dòng này dùng cho gia đình thì bác không cần phải mua súp nữa. Riêng đối với dòng này các bác dùng cho gia đình bác không cần phải mua loa súp, súp trầm ấy. Bác chỉ cần đúng duy nhất một con đẩy bác phang cho em thôi. Bởi vì con này nó ra cái chất bát nó rất là mềm và ấm. Mềm, ấm luôn. Tép, cái đồ giải tép với chung này nó xử lý thì quá tuyệt vời, không phải nghĩ rồi. Riêng đối với đôi này thì các bác dùng những căn phòng 50 đến 100 mét vuông cho em thoải mái, không cần phải dùng súp. Muốn dùng súp trừ là bác ra, ví dụ đây là súp kép 50 chẳng hạn, súp 50. Những con như này chẳng qua nếu bác muốn dùng thì bác ra ngoài trời thì bác lại dùng nó. Chứ trong gia đình thì không nhất thiết, nếu mà có thì tốt thôi. Ví dụ căn phòng 100 mét mà có con này vào thì cũng tốt. Bởi vì mình chỉ cần mở súp nó vừa phải, nó êm nó ấm thì cũng tốt thôi, nhưng mà không nhất thiết, đấy là tùy các bác thôi. Súp như này. Những con súp như này thì mức giá nó cũng không cao tiền quá bác ạ. Nó bình dân thôi mà. Súp 50 này nó cũng không có tiền quá. Em đang có hai mã đây. Hai mã. Đấy, bác nào cần thì em khui hàng cho. Bát 50. Còn với lại súp bát 40 thì đây. Nhưng bát 40 thì nó lại súp kép. Có nghĩa là hai con bát 40. Một con quay mặt ra, một con quay lưng mặt vào. Đấy. Lỗ thông hơi, nó đảo nha. Được chưa? Đấy, con súp kép này cũng rẻ. Không đắt tiền lắm. Đấy, thì báo cáo các bác là bác nào có nhu cầu gì với súp, súp hơi thì liên hệ với em. Còn hôm nay em đang clip này em đang giới thiệu cho các bác là đôi loa Godfather Pro Pro bát 40. Đối với dòng này thì bao cho các bác hát hay, nghe nhạc phê luôn. Và đặc biệt là không cần súp, bát 40 luôn đấy. Okay.
Đấy. Thì đối với lại củ thì em đã khui củ dê cho bác rồi. Em khui củ cho bác ra đây rồi. Củ loa bắt vào đờ đây rồi. Đó bác nhìn đây. Bác nhìn cái phần tần của nó này. Đây ạ. Phần tần của em nó đây ạ. Này, nó cuốn tất cả các lớp lớp giấy dầu hết ở trong này. Những quần trở này cuốn giấy dầu cuốn nguyên hết ạ. LX2/15 vẫn còn nguyên model luôn, phần tần. Đây là con not folder model là 615 folder luôn. Con này là con bát 40. Tất cả xương này đều được đúc hết. Được đúc như kiểu gang pha nhôm ấy. Cái phong cách của loại Anh Quốc nó thiết kế toàn gang pha nhôm thôi, chứ nó không đặt nguyên gang hẳn. Toàn gang pha nhôm, mục đích là họ làm cho nó dẻo và giảm bớt trọng lượng. Đấy. Còn đây là củ tép của nó đây. Củ tép của nó thì rất là khủng rồi. Củ tép của nó các bác, ui giời, không được được. Đây, bot for LX50TD gì đây. Đấy, báo cáo bác là đây củ tép của nó đây. Tất cả thùng vách còn cực kỳ là đẹp luôn. Báo cáo các bác giờ về các bác chỉ sẵn chơi thôi. Về chỉ việc chơi thôi. Đôi loa này có mức giá là 13.900.000. 13.900.000. Hiện tại là có 8 đôi. Nhưng mà 8 đôi không còn đâu bác, em chỉ còn 3 đôi thôi. Còn lại em đi lắp mất năm ấy rồi nhá. Lắp mất 5 đôi rồi. Một gia đình mẹ một đôi em lắp cho sự kiện, mất 4 cái rồi. Mất một đôi gia đình còn 4 đôi kia là của sự kiện. Hội trường xong rồi. Thì bây giờ còn có 1 đôi, 2 đôi, còn 3 đôi thôi. Hết. Đấy, con nào lấy có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn ạ. Mức giá đã báo rồi, 13.900.000 một đôi. Rồi em chào các bác. Còn bác nào thích súp này để làm sân khấu sự kiện thì gọi cho em cũng rẻ. Chút nữa em sẽ làm clip súp cho, vì súp em muốn khui củ ấy cơ. Chứ giới thiệu cho các bác này, những con súp này nó không quá cao tiền các bác nhé. Súp bát 50 này không cao tiền lắm đâu. Súp hơi như thế này nó chỉ tầm gần 8 triệu thôi, 7.900.000. 8 triệu nhá. Súp bát 50 và con súp này nó còn to hơn cả con loa đấy các bác ạ. Bác nhìn xem nó không bé đâu. Nó là 50 mà. Này nhìn thấy chưa ạ? Đấy, nó to hơn con la nhiều đấy. Chào các bác.